Xin chào quý bà con, cô bác, anh chị lại đến với kênh Nhà Đất Đắc Song nhé. Hôm nay em lại đi quay một mảnh đất nền tại khối 16, thị trấn Đắc Min, tỉnh Đắk Nông nhé. Mảnh đất này thì có chiều ngang của nó là 10m nhé các bác, 10m. Chiều sâu của nó là 32m nhé, 32m. Trên đất của mình thì có 100m đất thổ, 50m đất thổ cư nhé các bác, 50m đất thổ cư thôi ạ. Dạ. Mảnh đất này thì chủ nhà cũng ra cái giá là 1 tỷ 1 chứ các bác, 1 tỷ 1. 1 tỷ 1 có thương lượng nhẹ nhé. Là 101 1 mét đấy ạ. Đây, chiều ngang của mình là từ cây này qua tới bên này nhé các bác. Đó, nói chung là 10 mét ngang, người ta cứ cắt sâu xuống dưới cho mình là 32 mét và chiều ngang người ta cắt cho mình là 10 mét là được nhé. Con đường này á, theo tay em chỉ đây là con đường này đi ra ngoài quốc lộ 14A thì nằm tầm 300 mét thôi nha các bác. Lên tới trường học, trường Trần Hưng Đạo, trường cấp 3 nhé, là 300 mét. Đó. Còn con đường này á, theo tay em chỉ đây là con đường này là đi xuống, đi cũng đi ra chợ nhé, đi ra chợ, nói chung là nó cũng đi ra chợ và ra đường quốc lộ 14A và ra chỗ khu quân đội. Còn cái lô ở trên này là lô cacao và lô cà phê này là của nhà nước, cũng đang vào quy hoạch, của nhà nước đang vào quy hoạch để lấy để làm dự án nhé. Đó, làm dự án hết. Còn đằng sau cái lô của mình á, mặt trên á, là trường học cấp 2 của trường Nguyễn Đình Chiểu. Đó, trường cấp 1 của trường Nguyễn Đình Chiểu ở mặt trên. Đó. Còn ở đây thì nói chung là cũng sang năm á, thì thị trấn của Đắc Min là lên thị xã đấy nha các bác. Thì những cái khu vực này á là người ta sẽ quy hoạch hết nhé, nhà nước họ sẽ quy hoạch hết, bởi vì lô của nhà nước họ sẽ quy hoạch hết. Đó, còn đây thì chạy ra chợ á, chợ thị trấn, ra thị trấn luôn á, thì nó nằm hơn một cây số thôi là ra tới trung tâm của vòng xoay thị trấn nhé, ra trung tâm của vòng xoay thị trấn, ra tới hồ luôn đấy ạ. Ra cái hồ Tây Đắc Min luôn đấy ạ. Đó. Theo con đường này chạy là lên trên đó là quốc lộ 14A thì chạy thẳng xuống là hồ Tây thì nó nằm tầm một cây số. Bác nào mà quan tâm thì cứ alo cho em nhé. Theo số điện thoại em để ở góc màn hình. Bác nào yêu quý em thì cho em xin một like và một đăng ký kênh nhé. Chiều ngang là 10m, chiều sâu là 32m. Trên đất của mình thì có 50m đất thổ cư. Thì nói chung là 50m đất thổ cư thì cũng chưa có thể tách sang được, cho nên là bác nào mà có nhu cầu mua thì mình sẽ sang thêm nhé, mình sẽ sang thêm là 100m là đủ sang. Còn nói chung ở thị trấn Đắc Min thì em cũng biết là nhìn nó có khả năng sang được cũng nên. Bác nào quan tâm thì alo cho em nhé. Em xin chào các bác và hẹn gặp lại các bác những video tiếp theo nhé.